Trước khi bị bắt vì tội cưỡng đoạt tài sản, Nhâm Hoàng Khang từng bị kết án 3 năm tù. Con nuôi Phi Nhung Hả Hê tuyên bố một câu xanh dờn sau khi Nhâm Hoàng Khang bị Bộ Công an bắt giữ. Chuyển vụ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố bà Phương Hằng cho Công an Bình Dương. Cho thôi chức ba lãnh đạo phường vì thiếu sâu sát trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Năm 2018, Nhâm Hoàng Khang bị bắt về tội danh tàng trữ trái phép chất cấm và bị tòa án tuyên phạt 3 năm tù giam. Ngày 4 tháng 10, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bị can Nhâm Hoàng Khang, ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo cho rằng Nhâm Hoàng Khang đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến cờ bạc, sau đó tống tiền hàng trăm triệu đồng một số cá nhân. Nhận tin báo, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an đã vào cuộc điều tra làm rõ. Sáng mùng 4 tháng 10, Nhâm Hoàng Khang bị bắt giữ tại thành phố Cần Thơ, bước đầu khai nhận đã nhận của đường dây đánh bạc này 400 triệu đồng. Theo ghi nhận của phóng viên, trước khi bị bắt về tội cưỡng đoạt tài sản, Nhâm Hoàng Khang từng đi tù 3 năm và chấp hành xong án phạt tại trại giam Thủ Đức, tỉnh Bình Thuận vào năm 2018. Được biết thời điểm đó Nhâm Hoàng Khang bị bắt về tội danh tàng trữ trái phép chất cấm và bị tòa tuyên phạt 3 năm tù giam. Thời gian gần đây, Nhâm Hoàng Khang được nhiều người biết đến trên mạng xã hội, trong đó phải kể đến việc đối tượng này được dân mạng liên tục nhắc đến vì những sự kiện liên quan đến CEO Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, mọi chuyện bắt đầu từ khi bà Phương Hằng treo thưởng 1 tỷ đồng cho người nào có thể tìm ra được người đứng sau tài khoản vô thường, thường xuyên bình luận bồi nhọ và công kích bà. Chính Nhâm Hoàng Khang đã tìm ra được người đứng sau tài khoản Facebook đó và nhận được 1 tỷ đồng từ bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, anh ta chỉ lấy 500 triệu và chuyển lại 500 triệu cho CEO Nguyễn Phương Hằng làm từ thiện. Từ đây, Nhâm Hoàng Khang từng là cái tên nổi trên mạng xã hội với tên gọi Cậu IT. Tiếp đó, Nhâm Hoàng Khang cũng tiết lộ cho bà Hằng các danh sách, người đứng sau Facebook ảo, chuyên bôi nhọ danh dự của bà trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau đó, phía Nhâm Hoàng Khang và bà Nguyễn Phương Hằng đã xảy ra bất đồng và đấu tố nhau trên các mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Nghe tin Nhâm Hoàng Khang bị bắt và khởi tố vì hành vi cưỡng đoạt tài sản, con nuôi ca sĩ Phi Nhung ngay lập tức chia sẻ lại kèm lời chú thích đầy cả khịa. Tin tức Nhâm Hoàng Khang bị Cục Cảnh sát hình sự C02 Bộ Công an bắt giữ vào sáng mùng 4 tháng 10 trở thành chủ đề nóng hiện nay. Dư luận bàn tán không ngừng bởi lập trình viên này vốn là người khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Theo thông tin của phóng viên, Nhâm Hoàng Khang đã đột nhập vào một mạng máy tính liên quan đến cờ bạc, sau đó quay sang tống tiền đường dây này được biết đối tượng đã nhận 400 triệu đồng. Điều đáng nói, sau khi tin tức Nhâm Hoàng Khang bị bắt được xác nhận, con nuôi Phi Nhung, Phạm Tuyết Nhung đã chia sẻ lại trên story kèm chú thích đầy hà hê, vừa cái bụng tôi. Có vẻ như cô bé đang rất vui mừng khi thấy đối tượng từng bêu xấu mẹ nuôi bất ngờ xa cơ. Vài tháng trước, Nhâm Hoàng Khang trở thành nhân vật đứng đầu bóc trần loạt chuyện của Phi Nhung. Lập trình viên này tố nữ ca sĩ giả tạo, không đối xử tốt với các con nuôi đặc biệt là nhâm hoàng khang còn tung tin nhắn giữa hồ văn cường với một người chị thân thiết nói xấu phi nhung anh chàng kêu gọi cộng đồng mạng nhìn rõ sự thật và đứng lên đòi quyền lợi cho hồ văn cường về sau hồ văn cường đã ra mặt xin lỗi vì nói không hay về mẹ nuôi nam ca sĩ còn đính chính rằng mình và gia đình sống rất tốt ở đây không có chuyện bóc lột như nhiều người đồn thổi mặc dù cả hai mẹ con phi nhung đã lên tiếng giải thích đồng thời khẳng định tình cảm vẫn rất khăng khít nhưng nhiều người tỏ ra nghi ngờ cũng chính sự việc này mà hình ảnh của nữ ca sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ một nghệ sĩ nói không với scandal, luôn được yêu mến, cô bỗng chốc nhận hàng loạt chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng đó cũng là vết nhơ, nỗi oan khó rửa của giọng ca bông điên điên cho đến khi cô qua đời. Từ những chuyện xảy ra trong quá khứ, dễ hiểu vì sao Tuyết Nhung cũng như nhiều người thân thiết khác của Phi Nhung lại ác cảm với nhầm hoàng khang như vậy. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Hồ sơ vụ việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đã được Công an thành phố Hồ Chí Minh chuyển cho Công an tỉnh Bình Dương giải quyết. Ngày 4 tháng 10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa chuyển toàn bộ hồ sơ đơn báo tố giác tội phạm của ông Huỳnh Minh Hưng, 50 tuổi, ngụ quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, sang Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng thông báo cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về việc chuyển đơn tố cáo của nam ca sĩ này sang Công an tỉnh Bình Dương. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn thư của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Theo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, thời gian gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã có một số hành vi có dấu hiệu vu khống, bịa đặt xúc phạm danh dự nhân phẩm của mình. Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng cũng đã yêu cầu công ty kiểm toán vào cuộc để kiểm toán toàn bộ các khoản tiền thu chi liên quan đến từ thiện và cung cấp kết quả kiểm toán cho cơ quan điều tra. Hưng đã xác định sẽ đi đến cùng bằng con đường pháp luật, nên dù có phải chờ đợi cơ quan điều tra xác minh và kết luận thì Hưng vẫn sẽ chờ. Hưng biết vẫn còn nhiều người đang hoài nghi về sự trong sạch của Hưng trong việc từ thiện, nhưng Hưng tin con đường mà Hưng đang chọn sẽ là cách tốt nhất để câu chuyện về nghệ sĩ làm từ thiện được giải oan bằng pháp luật. Trong đơn tố cáo, ông Hưng khẳng định những thông tin cáo buộc ông ăn chặn số tiền từ thiện 96,8 tỷ đồng, cấu kết mua giải cuộc thi The Voice giọng hát Việt là những thông tin bịa đặt sai sự thật. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng truyền thông lẫn những công cụ mạng xã hội để tố cáo ông Võ Hoàng Yên. Bên cạnh đó, bà Hằng cũng livestream nói nhiều đến việc quyên góp từ thiện của người hoạt động trong giới showbiz. Tại cuộc họp báo chính phủ chiều ngày 2 tháng 10, Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vừa qua, Bộ Công an đã nhận được tin báo tố giác tội phạm và đơn tố cáo liên quan đến một số cá nhân hoạt động gây quỹ quyền góp từ thiện cứu trợ cho nhân dân vùng bão lũ khu vực miền Trung năm 2020. Theo ông Tô Ân Sô, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự kiểm tra, xác minh. Hiện Cục đang phối hợp với các ngân hàng giả soát các tài khoản đã huy động từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận quyên góp và quá trình giải ngân. Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh làm rõ số tiền các cá nhân đã cứu trợ, làm từ thiện tại đó. Cục Cảnh sát hình sự cũng mời một số tổ chức cá nhân làm việc, đề nghị cung cấp thông tin có liên quan để kết luận chính xác về vấn đề này theo đúng quy định của pháp luật. Cục Cảnh sát hình sự cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự ở một số địa phương ra soát nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra trên các địa bàn để kịp thời phát hiện các trường hợp cá nhân, tổ chức lợi dụng hoạt động kêu gọi từ thiện để thực hiện các hành vi trục lợi hay chiếm đoạt tài sản. Các cán bộ bị cho thôi chức vì thiếu sâu sát, chưa quyết liệt trong thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phụ trách. Theo ghi nhận của phóng viên, Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hôm nay đã điều động cho thôi chức vụ đối với 4 cán bộ là lãnh đạo phường, phòng y tế. Lý do là các cán bộ này đã thiếu sâu sát, chưa quyết liệt trong thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phụ trách, khiến dịch tiếp tục bùng phát. Trong đó, ông Nguyễn Minh Tiến thôi chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Hòa, ông Trần Quang Minh thôi chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Hòa, cho bà Nguyễn Thị Minh Phượng thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Tân Vạn thôi chức, tạm thời về công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Biên Hòa. Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa cũng điều động ông Trần Hữu Hậu, Thành ủy viên, Trưởng phòng Y tế Biên Hòa về công tác tạm thời tại Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa. Theo đó, trong thời gian chờ kiện toàn các chức danh, lãnh đạo thành phố Biên Hòa đã phân công một số cán bộ ở thành phố Tăng Cường và cấp phó ở phường điều hành hoạt động. Nguồn trên cho hay, tính đến sáng nay, thành phố Biên Hòa đã ghi nhận hơn 21.300 ca mắc COVID-19, chiếm khoảng 40% tổng số ca bệnh toàn tỉnh Đồng Nai. Theo báo Đồng Nai, tính đến sáng mùng 4 tháng 10, toàn tỉnh có trên 51.000 ca nhiễm COVID-19. Tổng số ca khỏi bệnh đến nay là gần 34.000 người